Lại một tuần mới đã đến rồi và Tám Cine rất là welcome bạn trở lại với chuyến hành trình phim ảnh tiếp theo của Tám Cine. Bản tin lần này Tám Cine sẽ cập nhật cho bạn một số thông tin phim ảnh cũng như là lịch chiếu của những bộ phim sắp tới đây. Sẽ có rất nhiều thông tin vô cùng hấp dẫn, đừng bỏ lỡ những phút tiếp theo sau đây nha. Nếu bạn luôn xem những chú chó là loài động vật trung thành nhất thì trailer của bộ phim Alpha đã thể hiện chính xác quan điểm này đó. Alpha lấy bối cảnh của châu Âu của 20.000 năm trước. Trong một chuyến đi săn với gia đình thì Zeta lại bị rơi xuống hẻm núi. Trong khi mọi người nghĩ cậu đã chết thì thực chất Zeta chỉ bị thương và cậu đang tìm đường trở về nhà. Trong chuyến hành trình ấy, Zeta đụng độ phải chú chó sói Alpha. Cậu gần như đã chiến thắng trong cuộc giằng co với chú chó sói. Thì cuối cùng Zeta lại không nỡ ra tay và đã cứu mạng chú chó sói Alpha này. Biết ơn Zeta thì chú sói đã đi theo và giúp đỡ cậu trên hành trình trở về nhà. Phim là những thước quay vô cùng đẹp giữa trời tuyết trắng lạnh giá và khắc nghiệt. Hành trình trở về của Zeta cùng chú sói Alpha lại thêm một phần gian nan và thử thách. Phim chính thức khởi chiếu từ ngày 20 tháng 4 nha cả nhà. Đánh dấu lịch để cùng nhau ra rạp thưởng thức trọn vẹn bộ phim này thôi nào. Tiếp theo hãy cùng đến với bộ phim kinh dị mà Tám Cine đã từng nhắc với bạn trước đó. A Quiet Place, vùng đất câm lặng đó mà. Biết sao mà Tám Cine nói chuyện nhỏ ngay khúc này không? Đó là bởi vì phim là câu chuyện về một gia đình 4 người sống hoàn toàn biệt lập trong rừng để bảo toàn tính mạng của mình trước những thế lực siêu nhiên cực kỳ nhạy cảm với âm thanh. Họ phải đặt ra những nguyên tắc sống còn mà không ai được phép vi phạm, như chỉ đi vào những điểm được đánh dấu hay là trao đổi bằng ngôn ngữ ký hiệu, không được gây ra bất kỳ một âm thanh nào. Nãy giờ như Tám Cine là tiêu rồi đó. Thế nhưng trong một lần đùa nghịch, cậu con trai đã vô tình gây ra tiếng động. Cũng kể từ giây phút đó nha, cả nhà này bị truy lùng bởi những thế lực nguy hiểm mà bất kỳ ai cũng không thể hình dung nổi đâu. Tám Cine xem trailer thôi mà nổi cả hết da gà luôn đây nè. Một bầu trời kinh dị sẽ hiện ra trước mắt các bạn đó. Còn các bạn thì sao? Muốn kiểm chứng như thế nào thì ra rạp xem bộ phim này vào ngày 20 tháng 4 tới đây nha. Tám Cine chắc cũng sợ nhưng mà phải dành một suất đi xem thôi. Bộ phim cuối cùng có lịch chiếu vào ngày 20 tháng 4 mà Tám Cine muốn nhắc các bạn đó chính là Snatch Up, phi vụ để đời. Nội dung phim thì xoay quanh cuộc tìm kiếm và truy đuổi của những người có mối quan hệ rắc rối với nhau. Min Che sau khi bị phá sản đã phải tìm mọi cách để chi trả khoản tiền mà anh đang nợ. Và Min Che đã quyết định lấy lại tiền cọc của căn hộ mà anh đang sinh sống. Trong một diễn biến khác thì Beck, một tay giang hồ chuyên cho vay nặng lãi nhưng lại bị chính trị gia Moon liên tục chèn ép đe dọa phải đưa tiền cho ông ta. Trong tình thế đó thì Beck quyết định thuê người ám sát chính trị gia Moon này và sau đó thì nhờ người gửi khẩu súng đến nơi khác nhằm đổ lỗi cho bên thứ ba. Nhưng không biết xui rủi như thế nào thì khẩu súng đó lại được gửi đến tay Min Che mới chết chứ. Thế là mọi chuyện bắt đầu rắc rối từ đây. Mọi chuyện sẽ ra sao trong một vòng luẩn quẩn cái mối quan hệ phức tạp này? Nhanh ra rạp để xem cái kết như thế nào nha cả nhà. Nhắc lại một lần nữa, phim sẽ chính thức khởi chiếu từ ngày 20 tháng 4 đó. Tiếp theo sẽ là một sự lựa chọn rất là hấp dẫn cho cả gia đình cùng dắt tay nhau ra rạp vào cuối tuần. Bộ phim Đất Đất Goose, Ngỗng Vịt Phiêu Lưu Ký xoay quanh cuộc hành trình của chú ngỗng tên là Bang. Bang luôn nghĩ rằng mình giỏi hơn những chú ngỗng khác, thế nên chú rất hay làm ra những pha nhào lộn với tốc độ bay rất là nhanh. Chính vì thế mà một lần nọ khi đang mải mê với những cú nhào lộn ấy thì Bang không may đâm phải một đàn vịt và chia rẽ hai chú vịt trong đàn là Châu và Chi. Từ đó cuộc phiêu lưu tìm lại đàn cho hai chú vịt nhỏ cùng Bang cũng đã bắt đầu. Bộ ba đã phải trải qua muôn vàn những thử thách trên hành trình gian nan phía trước. Nhưng đâu đó trong những bước chân của ba chú vịt này, hình như có gì đó sai sai của hai chú vịt và một chú ngỗng thì phải. Đầy ắp tiếng cười luôn á nha. Phim sẽ có lịch chiếu vào ngày 27 tháng 4 tới đây, rất là thích hợp cho những em nhỏ, em bé ngoan đến rạp cùng với ba mẹ mình vào cuối tuần này đó nha. Và thông tin điện ảnh cuối cùng mà Tám Cine muốn gửi đến cả nhà đó chính là bộ phim sắp sửa trình làng của Việt Nam. Bây giờ nhắm mắt lại nha, bởi vì bộ phim có tên đề là Nhắm Mắt Lại Thấy Mùa Hè. Nhắm Mắt Lại Thấy Mùa Hè là hành trình của cô gái tên là Hạ khi đến với thị trấn Higashikawa, Hokkaido của Nhật Bản để tìm cha của mình. Hạ bắt đầu một cuộc hành trình khám phá vùng đất có tuyết rơi vào mùa hè. Đây cũng là nơi cha cô từng sinh sống trong một thời gian rất là dài. Tại đây thì Hạ gặp chàng trai Nhật Bản Akira.
Tình cảm của họ dần chớm nở, bất kể sự khác biệt về văn hóa, về ngôn ngữ. Những con người có xuất phát điểm khác nhau nhưng hội tụ cùng nhau tại thị trấn Higashikawa và viết lên câu chuyện với thông điệp mang đậm hơi thở cuộc sống. Cùng chờ ngày ra rạp của Nhắm Mắt Lại Thấy Mùa Hè với 8 Cine nha. Những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại bản tin 8 Cine của ngày hôm nay. Hẹn gặp lại cả nhà và chúng ta sẽ cùng update những thông tin phim ảnh mới nhất nữa nha vào tuần sau. Đừng quên lịch chiếu của các bộ phim mà 8 Cine vừa liệt kê với các bạn, và cũng đừng quên với cái hẹn của bản tin 8 Cine tiếp theo.